Kính chào quý vị khán giả. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, từ nay đến ngày 23 tháng 2, khu vực có tiềm năng đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ là quanh huyện đảo Hoàng Sa, giữa Biển Đông và phía Tây của huyện đảo Trường Sa. Khả năng cho năng suất khai thác ở mức trung bình đến cao. Tuy nhiên, bà con đánh bắt ở những khu vực này cần lưu ý, trong hôm nay thời tiết vẫn rất xấu. Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Giữa và Nam Biển Đông, gió Đông Bắc là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đến đêm nay và ngày mai, gió có giảm bớt cường độ, thế nhưng từ Chủ nhật sẽ hoạt động mạnh trở lại do có không khí lạnh tăng cường. Vùng biển ven bờ từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, hôm nay cũng cảnh báo gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng vùng biển Quảng Trị đến Ninh Thuận thì đề phòng thêm mưa dông, vừa làm tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn lốc xoáy nguy hiểm. Ở vịnh Bắc Bộ, gió không đáng ngại, chỉ khoảng cấp 4, cấp 5. Nhưng lưu ý là phía Nam Vịnh có mưa rải rác ở ven bờ, sẽ làm cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.